Lại cho son. À, cho son cà tha. Tươi 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 tươi. Cho son cà tha. Một bài châu phù. Một bài châu phù dành cho game thủ Cam Quýt. Lên đời thì chúng ta chủ động nâng đào vàng sớm. Chủ động nâng đào vàng sớm để có thể đánh một bài châu phù. Cái lề gì thôn. Vâng, mất hai cây quả là phải ăn. Phải ăn được những cây quả bên ngoài thì mới ăn được những cây quả ở trong. Quan trọng là vẫn ăn được 4 cây ở thời điểm đầu. Đấy mới là mấu chốt. Và bài hiệu này sẽ giúp cho game thủ Cam Quýt không chậm dần. Hiệu chỉ là 4 con. Gỗ đầu mắc binh. Giờ thì xấu cái này để cho tôi đẹp đẹp cái khác chứ. Xấu hết phần thiên hạ đi thì ai chơi. Đồ hiệu về rất nhanh. Ba cái gỗ 75 dẫn khá gần xung quanh nhà chính của game thủ Cam Quýt. Vâng, cho son đánh châu phủ. Anh em ơi, anh em chúng ta có thể chia sẻ mạnh hơn được không ạ? Để ủng hộ game thủ Cam Quýt cũng như là game thủ Tiểu Bàn Thờ cho kèo đấu này. Vâng, anh em ta có thể để ý ngay ở chỗ phần khu vực comment của anh em. Có nút xe đấy. Vâng, có nút xe, có nút tặng sao. Anh em nào chúng ta có thể yêu quý. Vâng, anh em nào yêu quý Cam Quýt, chúng ta có thể đăng ký vào fan club của game thủ Cam Quýt. Cũng như là chia sẻ lên trang cá nhân và các trang hội nhóm dành để ủng hộ game thủ Cam Quýt. Vâng, những cái lượt chia sẻ, những lượt comment của anh em là những niềm động lực khá lớn. Bài mắc binh luôn rồi. Hai quả phụ. Hiệu 4. Và hy vọng rằng đây sẽ là đôi voi. Tôi hy vọng là đây là đôi voi. Vâng, quả này là liệu rằng quả 6 hay quả 5. Nếu được quả 6 thì là mắc binh. Sẽ ăn quả xa trước. Vâng, sẽ ăn quả xa trước và ăn quả gần sau. Với ba cái gỗ gần như này thì cái việc gỗ dồn lên và thiết kế sẽ bắt đầu sẽ là tương đối sớm. Mặc dù đây là một trận đấu mà ăn voi và ăn hiêu là khá sớm đến từ game thủ Cam Quýt. Vâng, bây giờ thì chuẩn bị xả thịt con voi. Bài này mà thêm một vị trí có đôi voi nữa thì là thực sự là mắc binh. Lên đời ăn hoang luôn. Lên đời ba còn nguyên một đồ. Ít nhất là còn nguyên một trong hai bãi quả. Đây sẽ là bê đầu. Đổ gỗ về. Đóng bê đầu. Và ép gỗ để đóng chiếc bê tiếp theo. Dân một quả, một quả dân đứng chơi. Rồi, cho về. Đóng nghe luôn. Vâng, 10% một thời điểm này dành cho TMT. Lên đời ít nhất là còn nguyên một đồ mà. Thậm chí là hai đồ luôn chứ. Một bầy hưu 4, một voi, hai quả. Chuẩn là hai hưu, hai quả. Hai quả phụ và một voi. 6 cây luôn này, mắc binh. Quýt đang tách dần rất sớm. Ý đồ tìm nhà đối phương. Kiểm tra xem là 12 giờ có ai không. Vâng, xếp hình nông dân là cực kỳ khéo. Bài này bài đánh 25 dân chứ. 25 dân công phù đập dân. Đúng rồi. Đánh phù thì đánh nhiều nhiều dân một tí không sao cả. Bên kia người ta cũng đánh phù thôi. Cung Nga một áo ở Catanian kiểu đối đầu với phù thì cũng không không xoắn. Phù 85 vàng thôi mà lại phù siêu rẻ. Lên đời sóc, lên đời nâng được cái đào vàng là coi như là mặc định 4-5 L đều, à 4-5 P đều. Tiện tay câu về luôn một con. Vâng. Bài là siêu khỏe. 6 cây luôn. Hai quả phụ đều là 6 cây. Quả đầu là quả 6, quả phụ cũng là quả 6. 36 18. Vâng, 18 cây quả, 18 mà nhân với 150 là bao nhiêu? 1500 thực, 8 năm là tầm khoảng 1.200 nữa. Thành 2.700. 2.700 thực. Quá khỏe bài này. BB. Hai mươi sáu dần rồi. Và dường như tiểu bàn thầu đánh 25 dần. Dường như thầu đánh 25 dần. Lượng thực đã đủ, gỗ cũng vậy. BM đóng cạnh bãi gỗ. BM 3BL. Vâng, một bài kích đời tốt của game thủ Cam Quýt. Vâng, vừa vào xoay quân thế cho son là tôi hơi buồn. Nhưng mà thực sự lại đối đầu với Katha của ông Cam, của ông Tiểu Bàn Thầu.
thì có cái gì đâu, chúng ta thậm chí là còn tươi hơn. Vâng, chủ nâng đầu vàng khá sớm. Đây sẽ là bãi vàng. Tạm thời xung quanh nhà của game thủ Cam Quyết mới có một bãi vàng thôi đấy. Cố gắng tìm bãi vàng nữa. Ngựa giò nở ra đây. Mười hai giờ không có. Nếu như phía 6 giờ không có thì mặc định là 9 giờ. Ăn mạnh gỗ hơn một tí nào. Bỏ hết luôn, đi ăn gỗ. 9 giờ rồi, 6 giờ không có. Vẫn hay làm dần. Gặp luôn. Có vẻ như thầu nằm hướng 2 giờ. Một tình huống đi dò hơi lỗi. Mất 2 dần. Bánh xe luôn. Và đúng là 2 giờ. Ngựa dò công giáp đang công lên. Vâng, và thầu sẽ chết 4 dần. Thầu sẽ chết 4 dần. Thầu cũng đã lên đời rất sớm rồi. Bãi vàng này, lạc đà có luôn. Vâng, bắt chết con ngựa giò của game thủ Tiểu Bàn Thầu. Và phù là phù công. Phù là phù công. Hơi đáng tiếc là chúng ta không công phù được. Nhưng đây là một trận đấu cầm cho son. Và phù cho son, so so là phù mắc công nghệ. Lên đời thì một một P sóc phù và một P nâng công nghệ. Tiếp tục ăn được dân lẻ của game thủ Tiểu Bàn Thầu. Con dân thứ tư vừa nằm xuống. Con dân thứ năm. Và con dân thứ sáu. Liệu quan này con dân thứ sáu này không? Vâng, thầu chạy à? Vâng, mày đứng lại xem mày thầu ơi. Đứng lại và thi thố cho những người đàn ông xem nào. Làm cái P nữa. Bài 3P. Tạm thời thì đang là một P sóc phù và một P nâng công nghệ. Không, hai P sóc phù cả. Tiếp tục nâng công nghệ lên. Như vậy là đã có công nghệ. Cái thứ hai là cái gì nhỉ? Và công nghệ, cái thứ hai là công nghệ di chuyển nhanh. À, phù nhanh, phù nhanh. Vâng, máu lên xong. Và bây giờ thì nâng nốt cái hồi mana nhanh nữa. Vâng, thầu đang vác dần đập những con phù thủy của cho son. Vâng, phù được một dần. Nhà thầu cũng có hai bãi vàng xung quanh. Vâng, nhà nguyên thủ Cam Quyết cũng vậy. Map là thường thường có 6 bãi vàng. Tiếp tục công phù cao lên. Vâng, Cam Quyết báo về là map nhớ. Nhưng mà nhớ hơi muộn, bây giờ mới nhớ. Giá như nhớ chuẩn thì sẽ có những tình huống công phù thời điểm đầu là chuẩn hơn. Vâng, bây giờ mới nhớ là trước đánh với Chip Boy. Giá như chuẩn nhớ ngày từ đầu thì phải tươi hơn không? Con giò đầu nó phải chọc tầm khoảng 5-6 dần là ít. Vâng, như vậy là Tiểu Bàn Thầu cũng không có nhiều P. Tôi nghĩ thế trận này thắng rồi. Nếu đánh phù với cho son mà Catanian mà không có lợi thế gì thì là thua. Không có cửa. Có lẽ chúng ta đến với trận đấu chung kết. Có lẽ chúng ta đến với trận đấu chung kết thôi. Nếu thử Cam Quýt nhớ map thì có lẽ rằng cũng không cần đi tìm vàng nữa. Chắc là anh nhớ hết những cái bãi vàng trên bản đồ. Vâng, bị phù mất. À, giờ nó đen luôn. Thầu đen luôn con chém. Thực thừa thì cứ xin dân ra thôi. Vâng, quýt. Cả ta đã đầu chọn. Ờ, đây có bãi vàng à? Ờ, nhớ map chuẩn thật. Đây có bãi vàng.